Bây giờ thầy dự thế cho bạn bạn biết là một người khác nữa. Cô ấy cách đây khoảng tầm hơn một tháng thôi. Cô ấy sợ nói trước đám đông như thế nào, không dám nói trước đám đông, sợ vô cùng. Sợ vô cùng nói trước đám đông. Đi offline không biết là hôm nay mình sẽ nói cái gì cả, mình sẽ nói cái gì cả. Cũng sợ lắm. Nhưng bây giờ thì sao ạ? Bây giờ thì sao? Bây giờ thì sao? Ok, em tìm cái trailer của chị này lên cho anh. Cho các bạn biết sức mạnh. Đây, đây rồi. Hãy xem đây. Xem chuyện gì xảy ra. Music. À, âm thanh. Hôm nay sẽ là một chìa khóa, một bí mật để các bạn có thể phát huy cái tài năng của mình, đó là tài năng diễn thuyết. Trước giờ là em rất là rụt rè, em không dám nói gì luôn, mà giờ em dám hô hào y như thầy. Làm thế nào để trở thành một người diễn thuyết tài ba ở trên Internet cũng như là diễn thuyết tài ba ở ngoài môi trường offline để chia sẻ được tài năng của mình cho thật nhiều người khác? Đó là bước bạn phải tin tưởng vào cái tài năng diễn thuyết của mình. Mọi người hãy tự tin vào bản thân mình. Không gì bằng mình tự tin vào bản thân mình hết. Em sẽ mở training từng khu vực và em sẽ training từng team. Và kỹ năng diễn thuyết thực ra ở trong con người đều có sẵn rồi. Chúng ta có kích hoạt nó lên rồi thôi. Mọi người có tin tôi làm được hay không? Bao giờ bạn tin là cô ấy làm được? Ra đây đây mà nói. Trước cái thời điểm này có khoảng một tháng thôi thì cô ấy vô cùng sợ nói trước đám đông và không muốn nói trước đám đông. Mặc dù bạn ấy là một người đang có vị trí vô cùng cao trong hệ thống, nhưng bạn ấy đã khắc phục được cái điểm yếu của mình, biến nó thành điểm mạnh để phát triển hệ thống. Are you ready? Ok, và bây giờ đồng hồ bấm giờ chuẩn bị. Bạn ấy sẽ có không có cách nào khác cả. Lên sân khấu, hãy xem nào tài năng nó được thể hiện như nào được không? Are you ready? Ok, micro, 5 micro như này. Bạn ấy sợ nói trước đám đông. Và cái đám đông của bạn ấy không biết có nhiều ít, nhưng hôm nay toàn những con người tuyệt vời ở đây. Thì bạn ấy sẽ phải đứng nói trước đám đông để xem cái kỹ năng của bạn ấy đã được thay đổi như thế nào từ cái quá trình rèn luyện. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nào. Ok, mời em lên như này. Ok, em sẽ có thời gian giới thiệu bản thân và sau đó sẽ có 5 phút. Chưa nhá, sau thời gian giới thiệu bản thân. Giới thiệu bản thân này cộng kể cái câu chuyện hành trình của mình tổng chỉ được trong 3 phút thôi. Sau đó em sẽ được thêm 5 phút để đào tạo, dạy lại mọi người cách để có thể em đã trở thành một người có thể thuyết trình tốt như thế nào. Hãy dành một tràng pháo tay cô ấy nào. Vỗ tay lớn lên. 3 phút bắt đầu, 3 phút. Lời đầu tiên Nhung xin gửi lời chào tất cả mọi người đang ở trong cuộc buổi hôm ngày hôm nay. Thì Nhung thật sự cũng rất là cũng không biết là thầy sẽ kêu Nhung lên nói những cái gì, nhưng mà Nhung cũng nhờ thầy mà Nhung đã cải tiến được rất nhiều trước đám đông. Thực sự trước đây á, là Nhung cũng rất là ngại khi mà Nhung giao tiếp trước là đám đông. Mỗi lần mà công ty tổ chức sự kiện gì đó kêu lên là Nhung cũng rất ngại, không có dám đứng. Thì thầy cũng nói là Nhung kể về cái quá trình. Thì thực ra Nhung là một người nhân viên văn phòng, là đang làm được 9 năm. Từ trước đó tính thời gian trước đó thì không có tính, còn mình làm được 9 năm. Và sau khi Nhung sinh bé thứ hai và Nhung nặng tới 63 kg đó, sau khi 63 kg và Nhung rất là may mắn, Nhung biết được tới cái sản phẩm Golin và đã giúp Nhung giảm được 13 kg và xuống được còn 50 kg. Thì nhờ cái sản phẩm đó giúp Nhung giảm được như vậy và thay đổi vóc dáng của Nhung, và Nhung tin vào sản phẩm và Nhung đã bắt đầu kinh doanh về sản phẩm này. Thì khi mới đầu á, khi kinh doanh thì Nhung cũng rất là sợ, không biết là mình đang làm nhân viên văn phòng rồi bán hàng online thì có được hay không, tại Nhung vẫn là nhân viên văn phòng, không biết gì về bán hàng online hết, thật sự không có một cái kiến thức gì hết. Nhưng mà khi mà Nhung được boss hướng dẫn là chị cứ làm đi, chị đã có hình ảnh, chị giảm được cân rồi, thì khi mà chị làm thì chắc
chắn thu nhập của chị mang lại con số nó sẽ rất là cao, khi chị không có tin là được như vậy. Đó thì khi mà Nhung làm nhân viên văn phòng, nhưng chị được lương được có 9 triệu, mà trong khi Nhung làm 9 năm mà mới được có một mức lương đó thôi. Nhưng mà khi Nhung bán một cái sản phẩm này thì vô tình Nhung thấy được là Nhung nhập 100 hộp và Nhung bán lời được 250.000 hộp, thì trong vòng một tháng Nhung đã kiếm được thu nhập được trên 15 triệu một tháng. Thì Nhung tự nhiên Nhung so sánh là mình đi làm nhân viên văn phòng y như là cù lì vậy đó, thì mình cũng là một người mà kế toán rồi quản lý kho. Nhung làm rất là cực, một lần tới sếp tới rất là lo lắng. Rồi bắt đầu tự nhiên Nhung suy nghĩ, Nhung nghĩ chắc là mình nên thay đổi, và bắt đầu Nhung quyết định Nhung nghỉ công ty 9 năm và Nhung quyết định chọn Golin để kinh doanh. Và trong một thời gian cũng rất là dài, một năm, và Nhung đã xây dựng được hệ thống là 1.000 người. Và Nhung rất là hạnh phúc vì không những mang lại được thu nhập cho Nhung mà Nhung còn giúp được trên 1.000 người. Và hôm nay đặc biệt là Nhung xin gửi lời cảm ơn tất cả những chị em team Kim Nhung. Còn 30 giây, còn 30 giây nào, nhanh nào, nhanh nào. Đứng lên đi mọi người ơi. Bây giờ còn 5 phút cho em, 5 phút, mục tiêu 5 phút này là em phải đào tạo cho mọi người cái cách làm sao để mọi người có thể tự tin nói trước sân khấu như em. Bao số bạn sẵn sàng dành 5 phút để lắng nghe, giơ tay lên và nói. Ok, thử thách cho bạn ấy, bắt đầu. Thì khi mà Nhung bắt đầu, Nhung kêu là Nhung, điểm yếu của Nhung là về thuyết trình. Xong Nhung mới hỏi thầy là thầy giờ em nên làm sao, vì em cầm mic em rất là run và em không biết nên nói những gì. Xong thầy kêu là giờ em cần nghiên cứu, là em cần phải nói những cái gì, hay là em nghiên cứu những cái người nào mà thuyết trình làm cho em thấy hay. Đó, xong thầy mới vạch ra từng bước. Bước đầu tiên mình cần phải là người luôn có niềm tự tin vào bản thân mình. Đó, luôn phải tự tin vào bản thân mình là mình phải làm được, là đó là bước không, là mình phải cần phải tự tin trước đã rồi mình mới có thể là làm được cái gì đó. Nên khi lúc nào mình cũng phải cần tin vào bản thân mình trước, đó là điều đầu tiên mình cần phải làm. Ai làm gì cũng vậy, trước khi làm bất cứ một cái việc gì cũng vậy, cần phải tin vào bản thân mình. Mình luôn luôn mình phải nghĩ là mình sẽ làm được thì chắc chắn mình sẽ làm được, đó là bước thứ không. Rồi bước 1 là mình cần phải nghiên cứu một người mà thuyết trình rất là hay, rất là năng động. Thì thầy hỏi theo em là theo người nào là thuyết trình hay. Nhung mới kêu là theo Nhung thì Nhung thấy là thầy dự là thuyết trình rất là hay. Vì thầy luôn luôn truyền năng lượng, luôn luôn làm cho Nhung cảm thấy là Nhung tự tin vào bản thân nhiều hơn. Đó là Nhung học hỏi và Nhung cứ theo những cái bài mà thầy live stream, mà thầy cứ đi những off team gì đó, rồi Nhung cũng coi qua những cái live stream đó để Nhung học hỏi. Luôn luôn đặt tự tin vào cái bản thân của thầy rất là nhiều, luôn luôn năng lượng và luôn ban giống như là trao năng lượng cho mọi người. Ai rồi, bước 2, bước 1 xong, bước 2. Rồi, bước... Bước 2! Bước thứ hai là mình cần vạch ra cái mục tiêu, vấn đề mình cần phải nói. Là hôm nay mình sẽ nói những cái gì, mình đi off team mình sẽ nói những cái vấn đề gì. Thì Nhung nói là em đi off team em cần nói vấn đề xây dựng đội nhóm, thì em cần phải chuẩn bị những cái gì. Đó, thì bắt đầu là bước đó là mình vạch ra cái mục tiêu mình cần phải nói những cái gì. Đó là bước thứ 3. Rồi bước thứ tư là mình cần phải viết ra 50 câu hỏi. Trời, lúc đó thầy hỏi Nhung cũng không biết như thế nào, làm sao để mà đi kiếm được 50 câu hỏi mà liên quan tới đội nhóm. Xong thầy kêu, trời dễ mà, thứ nhất đi kiếm những cái đội nhóm của em, hỏi bạn đó đang gặp cái khó khăn gì đó. Hoặc là thứ hai mình vô sách, thứ ba mình vô những cái Google để mình kiếm là những cái câu hỏi nào liên quan tới đội nhóm thì mình cứ vô trong đó mình kiếm, và đội nhóm mình đang có những khó khăn gì đó, đặt câu hỏi và mình tự trả lời. Đó là bước thứ năm, mình cần phải trả lời tất cả những câu hỏi đó trên một cái bài test. Đó là 50 câu hỏi, và thầy đặt ra mục tiêu là mình cần phải làm cái bài đó trong vòng bao lâu. Thì Nhung cũng may mắn và Nhung cũng làm cũng mong mỏi. Và làm trả lời được, khi mà mình trả lời được 50 câu hỏi đó, tức là những cái kiến thức mình cần phải hướng dẫn cho sĩ thì mình đã ghi ra được, thì chắc chắn khi mà mình thuyết trình thì mình sẽ nói ra được hết. Và bước thứ 6, tức là mình cần phải làm 50 clip. Thì khi mà thầy kêu là em có tự tin làm những cái clip đó hay không, Nhung cũng sợ lắm, tại Nhung trước giờ Nhung chưa bao giờ dám làm tự làm những clip đó. Live stream thì Nhung có live stream, nhưng còn tự làm clip trước đám đông hay là tự làm clip mình cứ nói cứ ngộ nó thấy tự nhiên, nó mất tự nhiên sao. Nhưng mà cuối cùng thầy kêu là em phải làm, thì lúc đó em mới có thể là dạng người lên và có thể tự tin được hơn. Đó là bước mình cần phải làm những clip. Rồi bước thứ 6 là mình cần phải làm những cái live stream. Mình làm 10 live stream liên quan tới những cái chủ đề đó.
thì mình làm 10 livestream thì mình cứ nói đi nói lại những cái vấn đề. Hôm nay mình nói ba vấn đề này thì ngày mai mình nói những cái vấn đề khác. Làm 10 livestream như vậy thôi, mình nói thường xuyên và như vậy mình sẽ quen, và tự nhiên những câu hỏi nào bất cứ ai hỏi gì mình cũng biết cách để mình trả lời. Rồi bước thứ 8 là mình cần phải, bước thứ 7 mình cần phải tổ chức những buổi optim. Optim tức là trước á, thầy cũng kêu là Nhung có tự tin để đi optim hay không, thì Nhung cũng tổ chức nhiều rất, từ khi một tháng gần đây Nhung tổ chức rất là nhiều nơi, đó là Hà Nội, rồi Đà Nẵng, Đà Lạt, rồi Biên Hòa, nói chung những nơi Nhung tổ chức và Nhung đều có thể tự tin là Nhung đứng trước và Nhung đã chuẩn bị được nội dung và Nhung cần nói những cái gì và đã nói ra được hết. Đó là mình đang tập luyện kỹ năng của mình. Còn luôn 60 giây. Và bước thứ 8 là mình cần phải lặp đi lặp lại, là thường xuyên lặp đi lặp lại, tức là mình cần thường xuyên phải đi optim và thường xuyên cần phải training tập kỹ năng nói của mình, thì từ từ Nhung sẽ nói được trước đám đông như vậy. Còn trước giờ thật sự không có biết nói, và đó là bước thứ 8, là 38 bước cuối cùng để mình có thể thuyết trình một bài. Còn 24 giây, không được tiếp tục. Bao giờ hết rồi. Thật sự thì Nhung hiện tại cũng là một người có được như ngày hôm nay, thì thứ nhất là Nhung cũng nhờ Nhung kiếm được cái sản phẩm mà giúp Nhung thay đổi từ một người mà nói Nhung là nhìn giống như là mẹ chồng, ai cũng kêu Nhung là mẹ chồng, mà bây giờ Nhung đã có thể là lột xác được rất là nhiều và thay đổi rất rất là nhiều. Ba và bây giờ đã ok rồi, các bạn đứng lên nào, 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 đứng lên nào. Ok nào, bạn nào muốn trở thành những người bạn tuyệt vời giống như bạn Kim Nhung thì giơ tay lên và nói, giơ tay lên và nói, giơ tay lên và nói. Ok, khi từ 1, 2, 3 thì các bạn hô Panama nhá. 1, 2, 3. Làm lại. 1, 2, 3. Zile, 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 eu alerg, gheal. Mile, 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 pe Maidan. Pentru tine, tine, să-ți dau un dar. Dar cel mai de preț, dar fără niciun ban, ban. Gang, 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 iar sunt inutile tine. Numai tu știi, gheal, să-mi dai aripile, bile. În Jamaica sau în Chile, Chile. Inima face bom, bom, numai pentru tine. Numai pentru tine. La telefon, no problem, descot pe vagon. Și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa, cu chitară mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce bana mea, mai zboară. Am dat jos, oricum, baby, nu erau de folos, los. Mi-e dor de tine, suntem toți pe dos, dos. Dar ca să ajung la tine, trebuie să iau pe jos, jos. La ce ne folosesc banii, banii, banii? Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi pun anii, ca Bonnie and Clyde, să fiu doar eu cu tine. Și o să avem gheal o iubire ca în filme. O iubire ca în filme. Și-o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa, cu chitară mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce bana mea, mai zboară în Panama. Zboară ce bana mea, mai zboară. Fata. Baby, chiar dragostea mea e de calitate, dau gram, un gram la ea. N-ai răspuns la telefon, no problem, te scot pe balcon. Și o să vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și îți cânt așa, cu chitară mea. Dacă nici așa nu-ți place, ea mai zboară în Panama. Ce bana mea, mai zboară în Panama.
Đây là một tràng vỗ tay thật lớn cho cô giáo Kiều Anh và bạn Kim Nhung nào. Thank you. Ok, mời các bạn.